Mục đích của thân nhân là gì? Đem người đóng giả đăng duyên đi làm gì kia chứ? Mình thật sự không hiểu nổi. Alo, tôi nghe đây. Chào anh, là tôi đây. Cô đã về đến nhà chưa? Tôi về lâu rồi. Trời ơi, cô đi bận gì mà nhanh dữ vậy? Tôi đi máy bay. Ồ, sướng ha. Ước gì tôi cũng được một lần đi máy bay. Rồi có lúc anh cũng sẽ được đi thôi. Miễn là anh phải lo làm tốt những gì mà tôi yêu cầu. Anh nhớ thực hành những gì mà tôi căn dặn thường xuyên nha. Tôi đã nhuần nhuyễn lắm rồi, cô không cần phải lo gì hết. Mà cô định khi nào thì mới cho tôi về Sài Gòn đây? Chưa tới lúc thích hợp. Khi nào cần tôi sẽ báo cho anh biết. Xin lỗi nha, đã gọi làm phiền anh. Có gì đâu. Tôi biết là tại vì tôi giống ông Đăng Duy, cho nên cô muốn nói chuyện với tôi. Có đúng vậy không? Anh bớt nhảm đi. Chào anh nha. Sự thật là vậy. Tôi muốn được nghe anh nói, được thấy anh, để không thể tin được tôi đã mất Đăng Duy. Em đã mất anh thật sao? Đáng lẽ mình phải ghét cô ta, phải căm hận cô ta, nhưng tại sao mình lại mong ngóng cô ta thế vậy chứ? Thành Trân à, ẩn số của em là gì vậy? Có phải em đang muốn dùng anh để loại bỏ hết tất cả đối thủ, đang muốn tranh đoạt tài sản? Có phải em đang muốn nắm giữ cho riêng mình tất cả hay không? Vậy thì vai trò của anh là gì đấy? Lòng tham và sự ngu xuẩn của con người là vô hạn. Có phải cái chết của mẹ anh cũng là kết quả của lòng tham hay không? Đây là quà tôi tặng cho hai chị. Cái này tôi tặng cho chị Tư. Cái này tôi tặng cho chị Thúy. Cảm ơn mợ. Chiếc vòng tay màu đỏ, lúc mà mẹ mất, dì Tư và mẹ Thúy không ai có mặt ở đó. Rất có thể một trong hai người đó đã lén lút ra tay. Nhưng người đó là ai chứ? Dì Tư thì không có động cơ. Là mẹ Thúy. Mẹ Thúy là người đáng nghi nhất. Giết mẹ của mình để chiếm vị trí nữ chủ nhân trong nhà. Con đi. Được không dì? Nghe dì. Đúng rồi đó dì. Hai anh em con thương dì. Mẹ con cũng thương dì mà. Dì thay thế mẹ con đi dì. Đi mà dì. Dì đừng nha, bỏ dì. Con mà dì. Dì ơi, đừng đi mà dì. Đừng đi nha dì. Nhưng rõ ràng năm đó mẹ Thúy không hề muốn làm vợ của ba mình. Hay là mẹ Thúy cố tình diễn như vậy ở trước mặt của ba và mình? Sao phức tạp quá vậy? Cái chết của ba mình, của Khanh Bằng, những rắc rối trong công ty và sự cố lần này của mình nữa, là ai làm chứ? Người đó có liên quan gì tới mẹ Thúy? Mối quan hệ giữa Thanh Dân và những người đó là gì? Ba mẹ, dì Tư, Khánh Băng, mọi người giúp con với, cho con câu trả lời với. Sao mọi chuyện xảy ra đối với con cứ như là một trò đùa ác độc vậy? Tại sao vậy?
hơi ấm nồng nàn, tình ai đã vụt bay.